ấm áp bên mái nhà, nơi chan chứa biết bao nhiêu tình yêu. Cha mẹ sinh con, người nào sinh tính, có ai biết thế nào. Hãy chờ che nhau và cùng vun đắp về nơi mái ấm. Là nơi chờ, là nơi vỗ về, là tình yêu bao la ngập tràn mãi ở trong nhau. Hạnh phúc chỉ là về bên mái nhà, nơi bình yên mãi là nơi đây, bao buồn phiền nào cũng quên đi, chỉ có gia đình thôi. Đi học hát để thực hiện cái đam mê, đó là cách mà đòi tiền hả? Tao mỏ tiền rất là tự trọng, cực kỳ tự trọng. Mẹ không được thất hứa nha. Những người thất hứa là những người không có phẩm vị đâu á. Nhỏ này, em ngày nào mà chả đi học, em đi bằng ô tô làm gì? Ủa, thì anh cũng ngày nào chả đi làm, đi bằng cách khác đi. Nhỏ này, anh này, My ơi là My, em giỏi quá My ơi. Thằng Duy nó nói như thế mà em vẫn tâm bất biến, cứ dòng đời vạn biến, em không có một cái gì đó lay động. Trời ơi, em bớt sân si rồi. Em sống như vậy là có tương lai lắm đấy. Trời ơi, nó nói móc với khoáy em, nó nói là một con người sống giả tạo, một con người sống trên mây, một con người sống xa cách với lại đời đời thực, mà em vẫn chịu đựng được. Gút gút, em tốt lắm, giỏi lắm đấy. Không phải là em đang chịu đựng, mà tại vì anh hai đạt mấy lần thủ khoa thiệt, em chưa đạt tới trình đó nên đâu biết nói gì giờ. My à, mà hả, em á là em sống có phẩm vị của riêng mình, mắc mơ gì tới anh hai đâu mà ông cứ chửi em là giả tạo, không có, con người không có phẩm vị. Nó chửi đúng mà. Hả? Không không, ý anh là không phải giả tạo, nhưng mà mình có sống có phẩm vị riêng là tốt, nhưng mà lâu lâu mình phải hòa cái phẩm vị riêng đó vào cái phẩm vị chung của mọi người, em hiểu không? Giống như là sống có phẩm vị nhưng mà không kỳ dị, cũng như là em đang ăn một tô bún bò, em đừng có tỏ ra là mình đang ăn bò bít tết. Vậy cái gì mà vậy, anh cũng không có phẩm vị, anh không biết gì hết trơn á. Cái đó người ta gọi là sống có phẩm vị. Thì bây giờ em cứ mang cái phẩm vị riêng của em ra ngoài là biết à. Đúng là crush của mình có khác. Cười thôi mà cũng đẹp như quảng cáo nữa. Bên sao tôi chạy à... Ủa, hôm nay bà không đeo áo mưa hả? Nghe đồn dạo này mưa bất chợt lắm nha. Mưa hả? Phố có còn mưa không em? Sầu đông nhóm lá, vàng nhung nhớ,
gió hao hao thầm vỡ ngỡ, đêm lạnh về khắc khoải một vòng tay. Cô đừng có xịt nước nữa, ướt hết tụi con bây giờ. Cô nè. Thôi, bà vô lấy áo mưa đi, tôi chờ. Thôi khỏi đi, khi nào trời mưa thì tôi lấy cặp tôi che lên đầu, vậy là được rồi. Bà bị khùng hả? Lấy cặp che mưa, bà tính ướt luôn cái cặp hay gì? Kệ tôi đi. Người gì mà không có phẩm vị gì hết trơn á. Cái gì? Phẩm vị? Nghe khó hiểu quá ha. Mà nè, tôi có tạo cái group rồi đó. Bà vô group đi, có gì dễ trao đổi bài. Trao đổi hả? Minh nè, hay là bây giờ thay gì á, vô group thì tụi mình viết thư tay qua lại với nhau đi. Tôi thấy á, viết thư tay trao đổi vậy á, hay hơn á. Thư từ qua lại? Ừ. Trời ơi, bà có nặng quá không vậy? Bà đang trên mây hả? Xuống giùm tôi một cái. Bây giờ thời đại gì rồi mà còn thư từ qua lại? Nè, bà còn sống trong cái kiểu dĩ vãng vậy nữa. Có ngày đó. Có ngày gì vậy? Thì không có tương lai chứ gì. Bà á, bây giờ bà biết gì không? Giờ là công nghệ 4.0 rồi. Thời gian học còn không có nữa. Ở đó mà thư từ qua lại. Người bà cổ lỗ sĩ lúc nào cũng vậy hết á. Phẩm vị cái nổi gì. Đi lên, đi học trễ rồi. Ai mà chẳng cần dĩ vãng chứ. Vô vị. Sau khi Diễm My nghe theo lời Vũ đi ra ngoài để phô cái phẩm vị của mình với cà rút, thì cà rút của nó phán ngay một câu: sống vậy không có tương lai đâu. Nhưng mà My nó vẫn nói là có tương lai. Nó nói là nó sẽ thủ khoa tốt nghiệp, thậm chí là thủ khoa đại học. My à, anh thấy em nghĩ vậy cũng đúng đấy. Nhưng mà anh chỉ bổ sung thêm một tí thôi. Là mình muốn trở thành người thành đạt thì mình phải học theo cái thói quen của người thành đạt. Bởi vì thói quen quyết định nhân cách, mà nhân cách ấy, thì quyết định tới thi cử. Giống như Duy đấy, nó có thói quen ngủ nướng cho nên nó mới trở thành thủ khoa đại học đấy. Anh chỉ ví dụ thôi. Ví dụ thôi đấy. Mình cũng phải học hỏi người khác chứ không nên bảo thủ. Muốn làm thủ khoa giống anh hai á thì mình phải học thói quen của ổng. My, bỏ cái tôi xuống vì đại cuộc thôi.
Xong. Uống nước đi. Uống nước. Uống đây. Vô vô vô. Nóng ghê mà sao mà lâu lắc quá vậy không biết. Không hôi lắm ha. Thấy mì có tương lai không? Quá trời tương lai luôn. Ăn ăn miếng mình. Ăn đi ăn đi. Để đút cho. Được, để tự bóc. Sao mà mấy đứa này hẹn học nhớ mà lâu ghê giờ mà chưa tới nữa. Bánh dính răng. Làm anh khó lắm chứ đâu phải chuyện đùa. Đúng không bà con? Ôi trời ơi, Duy ơi! My to rồi Duy ơi! Gì vậy anh? My làm sao? My nó học theo em mấy cái thói quen đi ra ngoài bị người ta chửi khùng. Rồi cái người mà thầm thương trộm nhớ nói là sống như vậy không có tương lai. Rồi nó về nhà nó bị anh trai nó sỉ nhục là cái thứ vô dụng. Nghe thằng Kính nó đồn là con My giờ đạp xe đạp lên cầu nó đứng rồi. Cô giỡn hay thiệt vậy? Sao thằng Kính nó biết con My đạp xe đạp lên cầu? Thằng Kính nó theo con My 24/24 làm sao mà không biết. Trời ơi. Anh ta. Diễm ơi, con ở đâu con về lẹ đi con. Không biết anh em nó đùa giỡn sao mà hậu quả nghiêm trọng rồi con ơi. Cô nghe nói là con My nó đạp xe ra giữa cầu, nó đang đứng ở ngoài đó. Mà cô không có biết cái cầu nào, cô gọi cho nó thì không có được con ơi. Về lẹ lẹ đi con ơi. Chị em còn đứng đây làm gì nữa? Cái Sài Gòn anh tìm gần hết cầu nhưng mà không có ra. Bây giờ còn thiếu cái cầu nào, em chạy đi em tìm đi. Nhanh đi tìm đi con. Dạ. Tìm nhanh đi con. Nhưng mà anh tìm cầu nào rồi, anh phải nói em mới biết được em tìm chứ. Bây giờ anh không nhớ nữa. Kiếm cây cầu nào gần nhất tìm đi. Mau đi con, mau đi. Trời ơi bà cô ơi, diễn xuất sắc con không ngờ luôn đấy. Thiền ơi, bà cô từng là đầu chánh của gánh hát nổi tiếng mà con không nhớ sao con. Bà cô mà còn đi hát đó nghe, là bây giờ bà cô nổi tiếng lắm rồi đó nha. Cô, anh Vũ. Ủa anh hai con đâu rồi? Con đang tính hỏi tội ổng đây nè.
anh hai của con thấy con không có về, lâu quá không về cho nên nóng ruột đi tìm con rồi. Con thấy anh hai con thương con không con? Alo, có gì không? Em đang ở đâu vậy My? Em đang thư giãn, nhìn dòng nước mát, rồi chuẩn bị uống một ngụm và ngủ một giấc thiệt là dài. My ơi, làm ơn em bước xuống cầu đi My. Anh hai xin lỗi, anh hai không có ý vợ anh hai em bỏ qua cho anh hai đi, anh hai trên giường em hết tất cả. Nói gì vậy trời, ông bị điên hả? Em đang ở nhà với anh Vũi bà cô mà. Cái gì? Em nói gì? Em đang ở nhà với anh Vũ và bà cô. Cái gì? Em ở nhà đó chờ tôi. Chờ tôi. Ủa là sao? Bà cô, anh Vũ. Bà cô, anh Vũ đợi con với. Cái gì? Thuê gia sư hả? Ừ. Trời ơi, em nói dở hoài à. Con My nhà mình nó học giỏi cũng chết luôn vậy đó, thuê gia sư làm cái gì? Trời, anh nói thiệt cho em nghe nha, nói phải xui á, chứ con gái mình với cái đà nó siêng học mà nó học giỏi kiểu này á, anh chỉ sợ tới một ngày đẹp trời nào đó tảnh tảnh luôn. Thôi đi, anh biết rồi đó, con My nhà mình á là không ai bắt ép nó được. Nó cam tâm tình nguyện. Hả? Tại vì mục tiêu của nó là sẽ thủ khoa tốt nghiệp lần này. Vậy là anh biết rồi đó, con My nhà mình là một đứa con gái rất nhiều khuyết điểm, vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, vừa tham vọng, luôn cầu tiến. Y chang em à, sống vậy mới có tương lai được chứ. Thôi em ơi, anh thấy con gái mình á như vậy là mai mốt nó cũng sẽ có tương lai rồi, nó giỏi quá mà. Em thuê gia sư làm chi, anh sợ gia sư không dạy nó, dạy ngược lại gia sư à. Nói sao vậy? Gia sư ít ra cũng phải là thạc sĩ hay là tiến sĩ. Con mình mới học lớp 12 mà, làm sao dạy được thầy? Anh làm như con mình là đại bàng hay là thần đồng không bằng. Trời, con mình là siêu nhân á. Thầy tới rồi. Anh chạy ra đón thầy vô nghe. Nè, nhớ lịch sự dịu dàng, mềm mỏng, nết na nghe chưa? Tuyệt đối không được đưa thầy vào nhân vật trong truyện của anh đó. Cái đó có thường. My ơi, My ơi, thầy tới rồi, xuống lẹ nghe em con. Dạ, dạ, dạ. Hey, đây. Mời thầy. Dạ, chào chú. Chào thầy. Ấy cha, phải công nhận phong cách ăn mặc của thầy nó rất là thời trang. Chẳng giấu gì thầy, hồi lúc mà chú còn trẻ đó là chú mê cái gu thời trang kiểu này lắm. Nhưng mà từ lúc mà chú quen cô đó, cô thấy không có thích cái kiểu này lắm, cho nên thế là chú lại bỏ đi. Thôi, xin mời thầy ngồi. Dạ. Rồi, thầy uống nước nha. Dạ, cảm ơn chú. Đây, thầy à, thôi thì cái gì cũng vậy, chú phải nói trước để cho thầy chuẩn bị tinh thần đó mà. Dạ. Con gái của chú á, nó giỏi lắm, nhưng mà người chứng mà. Dạ. Nó có những cái tính tình nó hơi bướng bỉnh vậy đó. Dạ. Cho nên là thầy nhớ giùm cho chú một điều, là khi mà dạy học nó, dạ, đừng bao giờ tỏ ra thông minh hơn nó. Thầy... À, không, 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 ý của chú là trong quá trình mà dạy học á, thì trao đổi ý kiến với nhau thì thầy nên tôn trọng ý kiến, nghe nó một chút, rồi sau đó từ từ mình phân tích cho nó hiểu. Chứ mà nói thiệt thầy, con gái chú thông minh lắm, không đến nỗi đâu. Nói chung nó thông minh giống cô. Dạ. Xinh đẹp giống cô, cho nên là cần thầy nâng đỡ nó chút xíu. À, quên giới thiệu, thầy, à không, cô. Dạ. Là mẹ của bé My, là vợ của chú. Dạ. Hân hạnh được biết cô. Thầy nhỏ này tới giờ chưa xuống nữa ta. My à, thầy chờ nãy giờ này con. Dạ con nè. Thầy chào em. Cái gì vậy con?
quay lưng lại với thầy, vậy là không có tương lai rồi. Em chào thầy. Mời em ngồi. Cảm ơn thầy. Anh em bỏ phiếu. Em bỏ trước một phiếu xanh. Thầy đẹp trai, em chọn. Dạ, được biết là thầy tên Tú đúng không ạ? Đúng rồi. Tên đầy đủ của thầy là Trương Phình Mạnh Tú. Đây là cái tên đầu tiên của ngoại thầy đặt cho thầy. Tại vì ngoại thầy nói họ Trương mang tên điệm là Phần, ý nghĩa của nó là được tôn vinh, cái bào thai của mẹ thầy ngày càng được phát triển và lớn hơn. Đúng rồi thầy, uống nước nhớ nguồn, ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây chứ. Xin phép cô chú cho con được giải thích về cội nguồn của con. Tự nhiên. Em có biết không? Dạ. Có điều là ba thầy không thích điều đó. Mặc dù ba thầy rất tôn vinh cái bụng của mẹ thầy ngày càng lớn lên, nhưng mà ba thầy muốn nhắc nhở phải biết ai là người góp phần tạo nên cái lớn lên của bụng mẹ thầy. Cho nên vì sao thầy mang họ cả mẹ và cả ba. Quá trình đặt tên cho thầy còn dài hơn quá trình mẹ thầy sinh ra thầy nữa. À thầy, thầy cho em hỏi là thầy học trường cấp 3 nào vậy ạ? Thầy hả? Dạ. Thầy học ở một ngôi trường làng nghèo, ở trong một cái xã nghèo, trong một cái huyện nghèo. Xã nghèo đều vậy? Vậy thầy không học trường chuyên hả? Học giỏi mà cần chỉ chuyên hay em? Vậy thầy học trường đại học nào? Tuy là thầy học rất là giỏi, nhưng mà học tài thi phận, thầy bị rớt đại học. Rồi thầy thi vô trung cấp, liên thông lên cao đẳng, rồi liên thông lên đại học. Ủa sao liên thông hoài vậy? Cuộc đời thầy là những chuỗi liên thông em mà. Một chuỗi liên thông luôn ạ? Vậy thầy có bằng thạc sĩ hay là tiến sĩ chưa? Em thấy thầy còn trẻ không? Dạ trẻ và đẹp trai. Bằng cử nhân thầy còn chưa có, lấy gì là bằng thạc sĩ và tiến sĩ. Thầy đang cố gắng học thêm Anh văn để lấy bằng rồi ra trường. Cuộc đời thầy dám ước mơ nào chi xa xôi hả? Thầy ngồi tí. Thầy uống nước. Uống nước. Dạ. Cảm ơn cô chú. Tại sao anh ở trong người khác mà không đi? Mày làm gì? Mày làm gì? Anh có cho đâu. Cậu mở cho mà. Gì vậy? Em bóp dầu làm anh nhớ tới mẹ anh. Ôi mẹ của con ơi, nếu có mẹ ở đây, mẹ cũng sẽ bóp dầu cho con như thế này. Thầy không cần phải bóp tay đâu. Để em đút cho mẹ ăn nha. Đây thầy. Không ăn. Một miếng thôi. Không ăn đâu. Trong cái nẻ ăn một miếng thôi mà. Con đã quyết định rồi. Đúng. Kể từ ngày hôm nay, con sẽ cắt đứt hợp đồng với thầy Trương Phình Mạnh Tú. Ủa chưa chưa hả? Ủa. Ok. Dứt khoát một lần rồi thôi, để khỏi ai phải đau lòng. Ok, mình chia tay đi. Nó khóc em ơi.